Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Và thưa với cả nhà mình, hôm nay Long lại gửi đến cho cả nhà mình một cái bản tin rất là đặc biệt về một nhân vật mà cả nhà chúng ta đã từng yêu thương và ủng hộ anh ấy, đó là ca sĩ Nguyên Vũ. Thưa với cả nhà là như vậy. Ở đây Long sẽ nói đến hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là ca sĩ Nguyên Vũ có đưa lên trang cá nhân của anh như thế này: phải ăn uống lấy lại phong độ thôi, hôm nay bị chê nhìn ốm yếu xấu hu hu. Đó là những lời của Nguyên Vũ đưa lên, quý vị nhìn thấy đó. Đó. Và tại sao mà Nguyên Vũ phải nói câu này? Có nghĩa rằng là theo như lời của cái như rằng là trợ lý của Nguyên Vũ nói rằng là Nguyên Vũ rất là buồn, rất là bị sốc trong cái câu chuyện vừa rồi, nên không ăn uống gì được, người giống như lững thững trên mây vậy đó. Thành ra là ai cũng nhìn chê Nguyên Vũ là ốm, gầy đi, ốm yếu, xấu. Thành ra là Nguyên Vũ mới nói câu này. Và điều thứ hai Long muốn đọc cho quý vị nghe, Nguyên Vũ nói như thế này: muốn yên lặng nhưng không thể, đây là việc tung tin sai sự thật với lời xin lỗi tiền tỷ đã khiến cho vệ sĩ riêng của Nguyên Vũ bức xúc và tự đi tìm gặp riêng các YouTuber để nói lên sự thật. Giờ Vũ sếp của bạn ấy nên Vũ xin nhận trách nhiệm về mình và nói ra một lần cho xong để mọi chuyện được khép lại. Đó. Thì thưa với cả nhà, đây là lời của Nguyên Vũ nói. Cây giống như là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Cái điều người ta đã nhịn nhục, người ta im lặng rồi, nhưng mà cuối cùng là tung lên một cái tin sai sự thật, đó là lời xin lỗi tiền tỷ. Nghe nói đâu rằng là cũng giống như hôm trước cái tin dịch nói rằng là Phương Lê đến nhà Nguyên Vũ xin lỗi Nguyên Vũ và mẹ Nguyên Vũ và tặng một chiếc nhẫn hột xoàn 5 tỷ. Thành ra là làm cho vệ sĩ cũng như rằng là quản lý của Nguyên Vũ rất là bức xúc và tự đi tìm gặp tất cả các YouTuber mà để mà lên tiếng nói về cái sự việc này. Thì Nguyên Vũ cũng nói rõ mình giờ mình là sếp của bạn ấy thì mình nhận trách nhiệm về mình và nói lên một lần cho xong để mọi chuyện được khép lại. Đó là cái lời của Nguyên Vũ nói. Đó, quý vị thấy không? Nếu nói một lần cho xong thì sẽ khép lại. Nhưng mà bây giờ chưa có nói gì hết. Nguyên Vũ chưa lên tiếng và bên kia chưa có động thái xin lỗi và cũng chưa có gì hết nha. Danh dự và lòng tự trọng không bao giờ cho phép Vũ nhận lời xin lỗi kiểu như vậy. Và mẹ của Vũ lại càng không bao giờ để việc này diễn ra. Đó, căng rồi nghe. Có biến căng rồi đó quý vị. Biến căng rồi đó. Với danh dự và lòng tự trọng không bao giờ cho phép Vũ nhận lời xin lỗi kiểu như vậy. Và mẹ của Vũ càng không bao giờ để việc này xảy ra. Đó là lời của Nguyên Vũ nói. Một người chân thành thì dù có một hạt muối cắn đôi cũng vui. Còn kẻ không biết điều thì dù có tiền tỷ cỡ nào cũng là vô minh. Vũ không biết ai đứng đằng sau để chạy những bài như thế này để chạy những bài như thế này để điều hướng dư luận, và cũng đã thành công khi ảnh hưởng đến danh dự của gia đình của Vũ rồi. Đó, quý vị nghe chưa? Vũ nói rằng là không biết ai đứng đằng sau để chạy những cái bài như thế này để điều hướng dư luận, và cũng đã thành công khi ảnh hưởng đến danh dự của gia đình Vũ rồi. Có nghĩa rằng là đây là một cái chiêu trò, một cái chiêu trò mà đấy là thành công cho mình nhưng mà là ảnh hưởng đến cho người khác, đó, ảnh hưởng đến gia đình của Vũ. Vũ mong hãy dừng lại, đừng đưa tin không đúng như vậy sẽ làm tổn thương hơn. Vũ xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này và chân thành biết ơn vì sự quan tâm động viên của mọi người từ bấy lâu nay dành cho Vũ. Đó, quý vị thấy chưa? Nguyên Vũ nói câu nào ra câu đó,
chữ nào ra chữ đó, rất là dễ thương quý vị nha. Rất là dễ thương. Thì ở đây thưa với đại gia đình, Nguyên Vũ chọn một cách im lặng mãi mãi. Nhưng mà không, anh không muốn coi như rằng là vì sao? Vì không muốn anh chị em trong gia đình của Hồng Loan Sáu Tròn thì giữ cái sự im lặng này để cho cái như rằng là hàn gắn cái tình cảm. Nhưng mà không ngờ đến hôm nay thì lại xảy ra những cái việc đưa những cái thông tin sai lệch như vậy. Thì thưa với quý vị, ở đây mình chưa biết cái sự việc này có phải rằng là phía bên kia Phương Lê đưa lên hay là không. Nhưng mà ở đây Nguyên Vũ cũng rất là buồn về cái thông tin thất thiệt này. Nhưng mà theo Long nghĩ, với cái bản tánh của Phương Lê thì cô nàng này rất là thẳng thắn. Vì cô nàng này đưa tin lên thì cô này sẽ đưa, cô sẽ livestream. Thậm chí lúc trước là một ngày cô livestream có thể 1, 2 đến 3 lần. Thì bây giờ nếu mà cô đưa cái thông tin này lên thì tất nhiên cô sẽ đưa lên. Chứ còn theo như Long nghĩ là cũng không đến nỗi gì mà phải làm những cái việc mà ném đá dấu tay. Còn mà nếu như có như vậy thì Long cũng khuyên rằng là Phương Lê ơi, em nên dừng lại cái việc này. Theo anh nghĩ, anh không biết em có làm hay không, nhưng mà anh xin lỗi trước, em nên dừng lại cái việc này, đừng bao giờ làm như thế. Đó là cái điều tốt hơn. Tại vì người ta thường nói câu là thêm bạn thì bất thù. Chúng ta không thể chơi với nhau, chúng ta không thể đoàn kết với nhau, hay là chúng ta không có cái niềm vui với nhau thì chúng ta tự chia tay. Rồi thì đường ai nấy đi, cơm ai nấy ăn, nhà ai nấy ở, công việc ai nấy làm, cũng đừng có làm chơi nhau làm gì. Đó là theo anh thì anh khuyên hai em như vậy. Còn nếu như được thì em nên xin lỗi Nguyên Vũ, theo anh là vậy. Đó là một cái sự ứng xử có văn hóa, mà người ta thường gọi đó là văn hóa ứng xử. Văn hóa ứng xử thì chúng ta cần phải lên tiếng và nói luôn cái điều này để cho anh em vui vẻ, rồi mọi người cũng đều vui vẻ với nhau. Cái lời xin lỗi anh nói với em, chắc có lẽ cộng đồng mạng sẽ thương em hơn. Nếu em có một lời xin lỗi trực tiếp, hay hoặc em sẽ gửi tin nhắn xin lỗi Vũ, hay hoặc điện thoại xin lỗi Vũ hay mẹ của Vũ, thì anh nghĩ rằng cái điều này cộng đồng mạng sẽ quý em hơn. Còn nếu như mà theo anh nghĩ, những cái dòng status của Nguyên Vũ mà đăng lên đây như thế đó, thì có thể rằng là cái sự việc nó sẽ đi xa hơn, sẽ có cái biến căng cao, biến căng thẳng hơn đó, cái biến cố căng thẳng hơn. Thì ở đây anh cũng mong muốn tụi em đừng bao giờ làm những cái việc gì tồi tệ nhất mà những người nghệ sĩ, những người làm nghệ thuật giống như anh em mình, để cho người đời người ta họ nói và thậm chí họ nguyền rủa nữa. Thì ở đây đứng góc độ anh là vai, cái tuổi anh lớn hơn tụi em, thì anh cũng nói thật với tụi em rằng là tụi em nên ngồi lại với nhau, nên nói chuyện với nhau một cách cho nó thoải mái và cho một lần cho nó xong. Đừng bao giờ có gây cắn thù hận như thế này, rồi vô tình là tự mình đó là coi như là bôi mặt mình, chứ cũng chẳng có ai mà làm xấu hổ mình đâu. Đủ hai người ngồi lại với nhau, bắt tay nhau, thì Long nghĩ là cái điều này nó sẽ tốt đẹp hơn, và tốt đẹp luôn cho cả Hồng Loan nữa, phía Hồng Loan nữa. Mặc dù bây giờ Phương Lê không làm phim cho Hồng Loan thì cũng ok, không sao hết. Cái câu chuyện này là Lê đã lên mạng nói rồi thì mọi người ai cũng biết rồi. Bây giờ người ta không trông chờ cái điều đó. Nhưng mà trên mạng người ta 100 câu bình luận thì cũng có 5-10 câu, vài chục câu bình luận là Phương Lê cần phải xin lỗi Nguyên Vũ. Đó. Thì ở đây với góc độ góc nhìn của anh và góc nhìn của xã hội, hai cái nó hoàn toàn trùng hợp. Thì theo anh cũng mong rằng Lê và Vũ ngồi lại với nhau có một tiếng nói để làm sao cho nó hòa hợp. Còn về phía khán giả, người ta cũng mong muốn điều đó. Chứ còn nếu như mình làm sai mà mình không biết nhận sai thì điều đó là càng sai. Đó. Thì ở đây Long cũng xin trình bày với đại gia đình chúng ta là như thế. Và đến giờ phút này thì Long cũng xin nói với đại gia đình một điều rằng là gia đình ơi, gia đình mình ơi, có thương Long không nhà? Ai thương Long, ủng hộ Long, đăng ký kênh mới giúp Long, kênh ẩm thực làng quê quý vị nhé. Bấm vào YouTube
gõ chữ ẩm thực làng quê, hoặc không thì đạo diễn Vlog nó sẽ ra cái kênh đó, đăng ký giúp Long. Hoặc không thì Long cũng có chia sẻ cái đường link của cái kênh mới nằm ở ngay đầu của cái phần bình luận. Quý vị vào đó sẽ có, quý vị bấm vào cái đường link đó nó sẽ hiện ra cái kênh của Long. À, có mấy nhà lá, có nhà sàn, có con gà, con heo nữa. À, chứ không có hình ảnh của Long nha. Quý vị đăng ký ủng hộ Long, Long cảm ơn quý vị rất nhiều luôn. Tại vì bây giờ mới có 200 mấy chục người đăng ký à. Và tiện đây Long cũng nói luôn rằng là cả nhà mình có ai có em cháu nhỏ tuổi từ 14, 15, 17, 18, 20 tuổi đổ lại mà cần việc làm, mà yêu cái nghề cameraman thì hãy liên hệ với Long. Số điện thoại 0906125479. 0906125479 thì quý vị sẽ gặp Long và Long sẽ nhận làm đệ tử, nhận làm coi như là cameraman luôn. Để chi? Để là theo Long, Long sẽ chỉ dạy nghề cho và biết quay phim, chụp hình mọi thứ. Và bên cạnh đó Long bao ăn bao ở và thậm chí có lương luôn quý vị nha. Đó, có lương luôn. Nếu siêng năng giỏi giắn thì ham học thôi, chứ Long không cần phải làm việc gì cho Long nha, chỉ có cần công việc đó thôi thì sẽ có lương. Và từ từ lương sẽ nâng lên từng bậc và rất là cao. Nếu mà học cái nghề này trong vòng coi như rằng là 6 tháng đến 1 năm sau là lương cao cực kỳ, bảo đảm bằng gấp 4, gấp 5 lần lương của công nhân. Thì đến đây Long xin tạm dừng video và kính chúc đại gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc.